Ngọc đã quay trở lại để thực hiện lời hứa vào tuần trước là sẽ giới thiệu các bạn một dòng toner anh em của nhà Declare này. Và đó chính là dòng toner không mùi. Loại này mới ra mắt năm 2019 và được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn bởi vì không hề có mùi nhưng mà vẫn đảm bảo là có những ưu điểm vượt trội của dòng anh em trước. Dòng toner không mùi này vẫn sẽ có tiêu chí là đơn giản nhưng mà đầy đủ. Những nguyên liệu được chiết xuất từ thành phần thực vật và không có thử nghiệm trên động vật, cũng như là đảm bảo cho da bạn lúc nào cũng có một độ ẩm cần thiết và giúp kháng lại những cái vết kích. Thật sự là một thiếu sót mình không nói về công ty Witch Company này. Công ty này được thành lập ở Hàn vào năm 2010 và họ có cái tôn chỉ hoạt động là sẽ tạo ra những sản phẩm thật là ổn định và thân thiện với môi trường. Những thành phần ở trong bản thành phần của sản phẩm lúc nào cũng có công dụng riêng của nó, chứ không phải là bỏ vào để mà tăng giá tiền của sản phẩm, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra thì công ty này không có những cái chiến dịch truyền thông lớn hay là hoành tráng để mà PR sản phẩm, bởi vì nó sẽ làm tăng giá tiền sản phẩm lên thêm nữa. Đó là lý do tại sao những cái review về sản phẩm này rất là hiếm. Đa phần thì Ngọc phải tìm trên những trang web mua nước ngoài thôi. Những cái sản phẩm của họ được làm từ thực vật, nhưng mà không có nghĩa là nó không có hiệu quả đâu nha các bạn. Bởi vì họ chọn những nguyên liệu tự nhiên nhất và hiệu quả nhất để mà kết hợp lại ở trong sản phẩm này. Nên khi sản phẩm các bạn có sử dụng qua rồi thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái ấn tượng và độ hài lòng nhất định. Công ty này có một kênh trên YouTube đã đạt được 1 triệu sub, đó chính là Witch Trend TV. Ở trên đây thì họ review về sản phẩm và giới thiệu những dòng sản phẩm mới, nên các bạn có thể ghé thăm trang của họ theo như đường link Ngọc để phía bên dưới, hoặc ghé thăm cái website của công ty theo đường link kế bên cạnh luôn. Và lý do Ngọc làm riêng một video review cho bạn toner không mùi này, mặc dù nó có những cái ưu điểm giống như dòng anh của nó chỉ có khác một cái là nó không mùi thôi, đó chính là cái chiến dịch donation. Các bạn có thể thấy trên bao bì có một cái dòng chữ này khác so với loại kia, đó là thank you for your donation. Như vậy có nghĩa là cái chương trình donation này chỉ áp dụng cho phiên bản toner không mùi. Theo như Ngọc tìm hiểu thì công ty sẽ sản xuất 70.000 chai toner không mùi, và cứ mỗi một sản phẩm được bán ra thị trường thì nó sẽ đóng góp 500 won tương đương với lại 9.993.4 Việt Nam đồng vào trong chiến dịch giảm thải những cái sản phẩm từ nhựa và sẽ giúp thanh lọc lại cái đại dương đang bị ô nhiễm của chúng ta. Thế một điểm đặc biệt nữa chính là phần chai nhựa vẫn sẽ là màu trắng trong nhưng mà nó có thêm một chút ánh vàng ở trong đó, và cái phần nắp nhỏ ở phía trong này nè nó sẽ nhỏ hơn và sẽ tiết kiệm được các bạn từ 10-15% cái lượng sản phẩm khi sử dụng, mình sẽ tăng được thời gian sử dụng sản phẩm lên. Công ty này thực sự là có một cái bước đi rất là khôn ngoan và tinh tế nữa, bởi vì cái việc làm mà donation nó sẽ giúp cho công ty xây dựng một cái thương hiệu sạch và rất là thân thiện với mọi người, thân thiện với trái đất. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho những cái người tiêu dùng như chúng ta, mình muốn đóng góp một phần nhỏ của mình cho cái việc bảo vệ môi trường và giúp đỡ những người xung quanh, nhưng mà mình không biết cách nào, thì mình có thể mua những sản phẩm tốt cho mình mà còn giúp đỡ được cho những cái mục tiêu cao cả hơn, thì thực sự rất là đáng để ủng hộ, đúng không? Đó là tất cả cho video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn lúc nào cũng luôn ủng hộ Ngọc, và Ngọc rất là hy vọng mọi người vẫn luôn tiếp tục đồng hành với Ngọc trong những video tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút subscribe nếu mà các bạn chưa nhấn, đồng thời cho mình biết ý kiến của bạn nếu mà các bạn muốn review bất cứ sản phẩm nào của Declare. Tại thực sự hiện tại Ngọc đang rất là kết với dòng sản phẩm này, nhớ nói cho mình biết bằng cách comment ở phía dưới nha. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật thoải mái.